cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Vậy là cuối cùng thì tháng 4 đã kết thúc. Một tháng mà chúng mình không đi ra khỏi nhà mấy, hầu hết là chỉ dành thời gian ở nhà thôi. Bởi vì chúng mình đã thực hiện social distancing, không đi ra khỏi nhà nếu không có việc cần thiết. Câu này thì lúc nào gọi điện cho ai cũng phải nghe thấy. Mà thực ra thì đến tháng 5 cũng không biết là sẽ như thế nào. Nhiều khi đến tháng 5 nó lại có một cái sự việc gì đấy quay trở lại. Nhưng mà mình hy vọng là trong tháng này thì tất cả mọi người sẽ thật là khỏe mạnh và thật là an toàn. Và trong tháng vừa rồi thì mình đã tận dụng những thời gian ở nhà để mình xem là những sản phẩm nào mới mà mình chưa có thời gian sử dụng và mình lấy ra dùng xem thế nào. Và cũng rất may là có một số thứ mà mình dùng một thời gian rồi hoặc là có những thứ mới, nhưng mà mình thấy là nó cực kỳ hợp với cả da của mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với mọi người những sản phẩm mà mình đã yêu thích nhất trong tháng 4 vừa qua nhé. Hầu hết ở đây thì đều là skincare, chỉ có một sản phẩm make up thôi. Ok, bây giờ chúng mình sẽ cùng bắt đầu luôn nhé. Đầu tiên thì sẽ là một sản phẩm của Innisfree. Nếu mà mình nhớ không nhầm thì trong cái sản phẩm yêu thích tháng 3 của mình, cái sản phẩm đầu tiên cũng là Innisfree, mình đã không nhớ nó là cái gì. Nhưng mà ngày hôm nay thì là một sản phẩm sữa rửa mặt. Và cái này gọi là một cái tên rất dài và hay đọc nhầm: Jeju Pomegranate Revitalizing Foam Cleanser. Thì đây là một loại sữa rửa mặt dạng bọt. Khi mà mình được tặng cái lọ này thì mình đã lấy ra dùng luôn, bởi vì mình rất thích những cái gì từ liệu. Tất cả những cái loại mặt nạ liệu của tất cả các hãng là mình cực kỳ thích. Tại vì liệu thì nó có tác dụng là làm sáng da này, và làm cho da mình cảm giác kiểu nó hồng hào hơn ấy. Thì cái lần đầu tiên mình sử dụng cái này mình khá là bất ngờ, bởi vì mình nghĩ là foam cleanser có nghĩa là sữa rửa mặt dạng bọt thì nó sẽ hơi khô một chút xíu. Nhưng mà ngay khi mọi người bóp cái sữa rửa mặt này ra thì mọi người sẽ thấy là đây là một loại sữa rửa mặt mà nó có một cái texture rất là lạ. Khi mọi người bóp ra thì nó như kiểu là một lớp bọt ấy. Một lớp bọt, nhưng mà không phải là cái bọt mà mình hay ấn từ sữa rửa mặt ra đâu, mà là cái bọt như kiểu dạng mousse khi mà mình ăn bánh kem ấy. Đó, thế xong rồi khi mọi người bóp lên trên tay và hòa với nước để massage lên trên mặt để rửa mặt thì sẽ thấy là nó rất là mềm. Và cái cảm giác dùng trên mặt nó rất là đã luôn. Sau khi mọi người dùng thì nó không hề khô một tí nào cả. Và lúc đầu thì mình nghĩ là bởi vì cái sản phẩm này mới nên là chỉ có mình thích thôi. Nhưng mà đến khi mà mình đang nói chuyện với Quỳnh ở bên Quỳnh in Seoul thì mình có nói về cái sữa rửa mặt này, và bạn nói là em cũng đang dùng sữa rửa mặt này, và rất tiếc là khi mà Quỳnh đang dùng hết rồi thì lại giãn cách xã hội, thế nên là tất cả các cửa hàng Innisfree đều đóng hết. Cuối cùng bà bảo là em không biết phải mua ở đâu cả. Thì đấy, nếu bạn nào mà đang tìm cho mình một loại sữa rửa mặt mới mà giá cả phải chăng, mình đã không nhớ là cái Innisfree này bao nhiêu tiền, nhưng mà thường đồ Innisfree giá nó không cao lắm đâu. Và mình dùng đến bây giờ phải được 1 tháng rưỡi hay là gần 2 tháng gì đó mà mới còn chưa hết một nửa lọ luôn. Và cái này dùng rất 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 là thích. Đã lâu lắm rồi thì mình mới dùng một loại sữa rửa mặt nào mà mình thích như thế này. Ok, tiếp theo sẽ là hai sản phẩm đến từ Cocoon. Và mình không biết là mọi người có nhớ brand này không, bởi vì mình đã nhắc đến cái brand này ít nhất phải từ 2 đến 3 lần ở trên YouTube của mình rồi. Hồi xưa thì mình rất là thích cái sữa rửa mặt với cái toner nước cân bằng da bí đao của Cocoon. Nhưng mà đến bây giờ thì mình dùng chắc phải đến 70-80% những cái sản phẩm của brand này rồi. Thì nếu mọi người chưa biết, Cocoon là một brand gọi là made in Việt Nam 100%. Và đây cũng là một brand thuần chay luôn. Thuần chay có nghĩa là không sử dụng những cái nguyên liệu từ động vật này, và không test ở trên động vật. Thì hôm trước ở trên Instagram mình có hỏi mọi người là muốn mình làm riêng một cái video chỉ nói về Cocoon không thôi, hay là mọi người muốn là mình kiểu review trong một cái video nào đó. Thì mọi người muốn là mình làm video riêng, bởi vì cũng có khá nhiều bạn biết về brand này rồi và cũng khá nhiều bạn chưa biết. Nhưng mà có một số sản phẩm thì nó khá là mới nên là mình vẫn chưa có thời gian để thử hết. Thì hôm ngày hôm nay thì mình sẽ nói về hai cái này trước đi. Hai cái này là hai thứ mà mình thích nhất trong tháng vừa rồi. Đầu tiên sẽ là nước dưỡng tóc tinh dầu bưởi, và cái thứ hai là mặt nạ bí đao. Thì bây giờ sẽ nói đến cái nước dưỡng tóc tinh dầu bưởi này trước. Thì cái này nó đã giúp mình như thế nào? Trước khi sinh bơ thì đã có rất nhiều bạn cảnh cáo mình là sau khi sinh tóc sẽ rụng rất là nhiều, nhất là sau khoảng từ 3 đến 6 tháng. Thì bản thân mình, mọi người biết là tóc mình là một đứa mà tóc đã rất là mỏng rồi, từ đầu rồi mà cũng đã hay rụng rồi nữa cơ. Thế là mình nghĩ là không sao, mình sẽ bắt đầu dưỡng tóc ngay từ bây giờ. Mình sẽ kiểu xịt tinh dầu bưởi hàng ngày sau khi gội đầu này, sẽ kiểu uống vitamin này nọ. Thì chắc là cái việc rụng tóc nó sẽ không xảy ra với mình đâu. Thế thì trong cái thời gian mà mình bầu cho đến khi là mình sinh xong 3 tháng thì tóc mình vẫn khá là dày và vẫn khá là mượt, không rụng tóc mấy từ khi là mình dùng cái này. Nhưng mà sự thật rất phũ phàng đấy là sau đúng 3 tháng
thì tóc mình nó bắt đầu rụng rất là nhiều. Nhưng mà cũng may là mình nghĩ là bởi vì mình dùng cái này nên là cái phần mà rụng ấy nó cũng mọc lên rất là nhanh, và nó nếu mình không dùng cái này thì chắc chắn nó còn rụng nhiều hơn nữa. Thì thành phần trong cái tinh dầu bưởi này sẽ bao gồm những gì? Đầu tiên thì chắc chắn sẽ là tinh dầu nguyên chất từ vỏ bưởi rồi, cái đấy chắc chắn là phải có rồi. Sau đó thì mình đọc ở trên cái vỏ này thì có một thành phần nữa gọi là silicide. Lúc đầu thì mình cũng khá thắc mắc không biết cái này là cái gì, thì mình đã google ra. Thì đây là một cái nguyên liệu từ cái nhà cung cấp nổi tiếng gọi là Cepic, và đây là một nhà cung cấp từ Pháp. Thì cái này nó là làm bằng đường từ gỗ tự nhiên với cả tảo nâu, và ngoài ra thì ở trong này còn có cả vitamin B5 nữa. Thì tất cả những cái thành phần ở trong này nó sẽ làm cho tóc mình nó mượt hơn, nó dày hơn, và cũng là kích thích mọc tóc nữa. Nên là những bạn nào mà đang ở trong giai đoạn mà rụng tóc này, hay là mọi người vừa sinh xong, mọi người đang cảm thấy rất đau khổ bởi vì tóc nào như kiểu xương rồng ấy, lúc nào nó cũng rụng hết cả những cái tóc con này lên này, thì mọi người nên thử cái này. Cái này mình đã dùng hết một chai rồi, bây giờ mình đang có một lọ mới ở đây. Mình đã dùng hết chai này rồi, cái chai này bây giờ chỉ còn một xíu thôi. Thì cái này nó sẽ giúp mọi người là kiểu tăng cường kích thích mọc tóc hơn, với cả làm cho tóc mình mềm mượt hơn nữa. Thì mọi người có thể thử cái này nhá. Rồi, xong cái tinh dầu bưởi, bây giờ sẽ đến cái mặt nạ bí đao này. Thì hồi xưa mọi người nhớ là mình đã nói đến cái sữa rửa mặt với cái toner bí đao rồi. Cái đấy dùng rất là thích cho những bạn nào mà có da mụn hay là da nhạy cảm. Thì cái này, cái mặt nạ bí đao này, nếu bạn nào đang bị mụn, hoặc là mọi người kiểu có những cái mụn cám này, hoặc là những cái mụn to, nói chung là tất cả các loại mụn, thì mọi người nên thử cái mặt nạ này, bởi vì dùng nó siêu 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 thích. Nó thích cái nỗi mà bây giờ mình nhìn, mình đang thắc mắc là tại sao mà nó lại bé như thế này, và tại sao nó chỉ có ít như vậy. Tức là ở trong này thì nó là một sản phẩm cũng là thuần chay, và nó không có sulfate. Và mặt nạ này thì nó sẽ có cả bí đao này, rau má này, tràm trà này. Tất cả những cái thành phần này thì nó sẽ làm giảm viêm, giảm sưng ở trên da của mình, và nó làm cho cái mụn của mình nó khô nhanh hơn, và nó sẽ biến mất nhanh hơn. Thực ra trong cái tuần vừa rồi thì da mình không phải là bị mụn gọi là quá kinh khủng ấy, nhưng mà cứ hay bị những cái mụn nhỏ li ti, mụn cám ở trên những cái phần dưới cằm này. Thế xong rồi mình mới nhận được cái này, thế xong mình mở ra mình dùng thử. Thì cái cảm giác đầu tiên khi mà mình dùng, mọi người cảm giác như là đang bôi kiểu một đám mây ở trên mặt ấy, bởi vì nó rất là mềm. Và mọi người nhìn thấy là cái màu của nó là cái màu xám xám, xanh lá cây gì đó. Nhưng mà thực sự là khi mà mình bôi lên mặt ấy, nó chẳng có màu gì cả. Nó như kiểu là không có một cái màu gì luôn. Mà đến lúc mà mình, bình thường khi mà mình dùng những cái loại mặt nạ này xong nhá, thì mình sẽ phải đi rửa tay ngay lập tức. Nhưng mà cái này sau khi dùng xong thì tay mình, trên tay nó rất là mềm và không hề cảm giác là bị dính hay là bị nhớp gì cả. Và nó rất là mát ở trên da. Kể cả sau khi mọi người đã dùng cái này sau được khoảng 20-30 phút mà chưa skincare gì hết ấy, nó vẫn rất là mát ở trên da. Và đến ngay ngày hôm sau khi mình ngủ dậy thì cái mụn cám ở đây của mình, mình chỉ cần kiểu lấy cái... Thực ra mọi người không nên làm như thế, không nên lấy móng tay để cậy, nhưng mà bởi vì mình thấy nó khô rồi ấy, thế mình cậy ra phát nó ra luôn. Thì đây là một sản phẩm gọi là must try của Cocoon. Nếu mọi người muốn thử bất kỳ một cái sản phẩm nào của Cocoon thì cái này là mình highly recommend. Và mình hy vọng là trong thời gian tới thì Cocoon sẽ trở thành một hãng gọi là gì, nội địa quốc dân của Việt Nam. Bởi vì trước đấy thì mình đâu có dùng đồ Việt Nam mấy, bởi vì mình hơi sợ ấy. Nhưng mà riêng brand này thì mọi người hãy tin ở mình đi, bởi vì cái này dùng rất là thích và giá của nó lại rất là ok nữa. Rồi trong cái video mà thử cái mặt nạ Dermomatrix lần trước thì có rất nhiều bạn hỏi mình là mình có chuốt mascara không, và làm thế nào để lông mi mình dài như vậy. Nếu mọi người đã follow channel của mình từ 2 năm trước thì chắc chắn mọi người đã biết đến cái này rồi. Cái này là Revital Lash Cosmetics, là một cái sản phẩm mà mình đã mua từ hồi mình dùng ở bên Mỹ cơ. Và đây cũng là cái mà từ trước đến giờ mình thử rất nhiều loại mà để làm dài mi rồi, nhưng mà có lẽ là cái này là một cái mà hiệu quả nhất. Nhưng mà mỗi tội là nó hơi đắt, và mình không biết là hãng này đã về Việt Nam chưa, bởi vì lần trước mình mua, cái lần này mình mua thì mình vẫn là mua sách tay. Thì đây là Revital Lash Advanced Eyelash Conditioner, là một loại gọi là dưỡng mi để mọi người có thể bôi buổi tối trước khi đi ngủ. Thì chỉ cần bôi từ chân mi lên này, chuốt dọc lên như thế này, thế xong mọi người đi ngủ. Thì cái kết quả mọi người có thể nhận được ấy, thì mình nghĩ là khoảng 1 tháng rưỡi, 2 tháng khi mọi người bôi đều thì sẽ nhận thấy là lông mi mình nó dài lên rất là đẹp, và nó cũng rất là chắc nữa. Đến bây giờ thì mình vẫn đang dùng cái này.
Và đến tháng vừa rồi thì mình dùng thêm một sản phẩm nữa, cũng là của Revitalash. Bởi vì khi đấy người ta bán thì người ta bán theo một cái set như này luôn. Mình nhớ là cái set đấy là đấy bạn mình mua ở châu Âu ở đang có sale nên bạn mình mua hộ. Thì hồi xưa mình tưởng là Revitalash chỉ có cái dưỡng mi này thôi, nhưng mà ai ngờ là người ta bán thêm cả cái mascara nữa. Thì đây là gọi là một cái mascara mà có hai đầu. Thì một đầu của nó là một cái primer. Khi mà mình mở ra thì nó sẽ có màu hơi xanh xanh như thế này. Nhưng mà đến lúc chuốt lên nhá, nó không hề có màu xanh tí nào. Đấy, xong rồi sau khi mọi người dùng cái primer này xong thì mình sẽ quay trở lại để dùng cái mascara như bình thường. Và thực sự là cả cái dưỡng mi và cả cái mascara dùng đều rất là thích. Và mình nghĩ là trong cái mascara này cũng có kiểu dưỡng ấy, nên là đến lúc mà mình dùng xong thì nó cũng có tác dụng là làm dài mi hơn. Hai cái này và kèm theo một cái tẩy trang cũng của Revitalash nữa trong một set thì mình mua hồi đấy là, mình nhớ không nhầm là khoảng 2 triệu mấy ấy. Nhưng mà thực sự mọi người là cái này nó rất có tác dụng. Và mọi người chỉ cần dùng đều 1 tháng rưỡi 2 tháng thôi là sẽ nhận thấy sự khác biệt rất là rõ ở trên mi của mình. Đến bây giờ khi mà mi mình dài ra thì mình cũng không có nhu cầu mà đi nối mi hay làm cái gì hết cả. Mình sẽ kiểu để nó tự nhiên như thế này thôi. Rồi trong tháng vừa rồi cũng là tháng đầu tiên mà mình quyết định là sẽ bắt đầu ăn kiêng và sẽ bắt đầu gọi là tập thể dục để giảm cân. Vì từ khi mình sinh xong thì cái vết mổ nó vẫn còn đau ấy, nên là mình cũng chưa xác định là bao giờ sẽ tập. Nhưng mà đến bây giờ thì mùa hè gần đến rồi, mình đã kiểu xác định tinh thần là mình sẽ tập và sẽ ăn kiêng rồi. Thì trong tháng vừa rồi thì cũng có rất nhiều bạn đã hỏi mình ở trên Instagram là chị tập theo bài gì và tập như thế nào. Thì nếu mà nói về ăn kiêng ấy, thực ra là mình cũng không gọi là nghiêm túc 100% lắm đâu, nên là mình cũng chưa thể share với mọi người luôn được. Nhưng mà mình sẽ share với mọi người những cái bài tập mà mình thích nhất trong tháng vừa rồi. Đầu tiên thì sẽ là cái series 28 Day Body Scoop Challenge, nếu mình nhớ không nhầm, của chị Casey Hồ trên kênh Blog Gladys. Thì mình đã tập theo chị Casey từ hồi mình còn đi du học cơ. Và mình nghĩ là những bài tập của chị ấy nó khá là khó, nhưng mà nó thực sự là có hiệu quả. Và nếu mà mọi người kiểu tập theo từ đầu đến cuối ấy, thì chắc chắn là sẽ nhìn thấy sự thay đổi. Thì có cái series đấy là 28 ngày, nhưng không phải là 28 bài tập khác nhau, mà là 7 bài tập khác nhau trong 4 tuần. Có nghĩa là chị sẽ ghi tên là Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Thì mỗi ngày mọi người sẽ tập theo một bài, và đến tuần sau thì mình lại quay lại tập kiểu từ thứ hai đến chủ nhật như vậy. Mình thì tập được khoảng 2 tuần theo của chị Casey, và mình thấy là ngày nào người mình dậy cũng đau dã man tàn bạo. Tức là mỗi ngày thì sẽ kiểu target vào một cái phần ở trên cơ thể ấy. Nào là mông, nào là đùi, nào là bụng, nào là tay các thứ. Mỗi ngày thì sẽ là một bài mới khác nhau nên nó cũng đỡ buồn chán hơn. Nhưng mà mình thấy là cái level thì nó cũng khá là khó. Tiếp theo, nếu mọi người muốn tìm một cái bài tập mà cũng là hàng ngày nhưng mà nó dễ hơn một chút xíu, thì mình sẽ gợi ý cái series 7 ngày siết mỡ bụng của Hannah Giang Anh. Cái series này thì tập trong 7 ngày, từ ngày 1 đến ngày 7. Mình thấy rất nhiều bạn bảo là khó, nhưng mà thực ra đối với mình thì mình thấy là những bài tập này nó ngắn, nên là mặc dù là nó cũng khó đi, nhưng mà kiểu mình sẽ đi qua rất là nhanh ấy, chứ nó không phải là kiểu vật vã mãi mới qua được một bài như kiểu của chị Casey. Thì Hannah Giang Anh có một cái series là 7 ngày siết mỡ bụng đấy, mình thấy cũng rất là ok. Còn tất nhiên là không ai có thể quên được cái series Quẩy cùng bà Trinh. Nhưng mà bởi vì bây giờ YouTube làm cái bản quyền ca nhạc rất là chặt, mình không thể nào mà bật nhạc ở trên video của mình được. Và mình sẽ để cho mọi người cái playlist trên Spotify, những bài hát mà mình đã nghe nhiều nhất trong tháng vừa rồi ở dưới description box, cùng với tất cả những thứ mà mình đã mention trong video ngày hôm nay. Và cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian xem video này. Và nếu mọi người có sản phẩm gì mà mọi người yêu thích trong tháng 4 vừa rồi thì đừng quên share với mình ở dưới phần comment nhé. Video ngày hôm nay thì đến đây là hết. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian xem video này. Và chúng mình sẽ gặp lại nhau trong những video tới. Bye bye!